Vô tiền chưa bị dính cái nào nè. Yeah. Cố lên. Cuối hàng nè. Yeah. Hột luôn. Hello các cầu thủ xóm nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò tiêu diệt bí ngô ba quái. Còn bí ngô này hình gì vậy? Bí anh ngô gì? Tình. Cụ te si tình quá vậy. Này hít le đầu thai hả? Có bộ đầu hít le mà sao có một ruồi dây chó. Còn tiền nè, bí ngô gì bắt lé vậy? Xinh xắn nhỉ nhố. Con gấu này nè mới trúng việc lót hả? Giàu mà không bao giờ gấp đầu lên nổi thấy chưa? Nè. Đây nè, phải cúi cái đầu xuống. Đâu bao giờ mình gấp cái đầu lên vậy được. Hiệp 1 là ba con quái thú á, vô vòng tròn, mang cái bảng này trước ngực, dùng bọc biển nè để chọi nhau. Tan bí ngô, tiêu diệt được bí ngô trước á là thắng. Thiện chung đội với chung phải không? Mèo chung đội với tiền nè. Chân chung đội với chị ấy nè. 3 2 1 vô. Dừng, rớt là dừng. Vì Nhi bị rớt nên Thiện phạt penalty. Thiện chọn đi. Cố gắng lên mèo ơi. Cầm vô chắc lên nha. Cầm vô chắc lên nha. 3, 2, 1 vô đi. À, hai con này nó liên minh nè. Chúng cẩn thận nha. 2, 1 vô. Vô. Còn một phút là cởi ra chơi nha. Tranh thủ đi. Tranh thủ lên. Chọi đi. Chạy ra ngoài mới được chọi nha. Đứng trong vòng chọi là bị phạt đó. Là lội đỡ đó luôn đó. Đó. Mèo chọi mạnh lên, mèo chọi vậy là không có ăn thua gì đâu, đúng rồi. 3, 2, 1 dừng đi, dừng. Giờ lột ra chơi nè. Rồi để bảng xuống đi, lột ra đi. Rồi kiểm tra coi. Dạ, của con chung là... Còn chú ơi, mắt nó dài lõm mà. Ờ. Chớ chứ, có gì nè, mắt bị tét miệng luôn nè. Nhi là bị tét miệng rồi, tét môi rồi. Lỗ mũi nữa. Tiền chưa bị dính cái nào nè. Tiền con canh nhiên trời mà. Bánh cuốn bí ngô. Nhi nó mọc phải cái trâu vô đầu rồi nè. Cặp cái này là hơi mệt nghe chú. Tại vì con là người ốm nhất luôn á. Yeah. 2 1 vô. Rồi tiêu diệt bí ngô. Hột. Ủa là hiệp 2 mình vô. Mình cầm bọc biển, mình nhúng nước xong rồi mình bôi. Hay là mình được chọi rồi mình bôi luôn chú? Không có bôi, chọi thôi. Đứa nào bôi là bị lội liền. Hột luôn. Thiện con né hay kìa. À. Bí ngô. À. Ê, chậm chơi quơ kìa chú. Không có quơ vậy. Lại gần con chú. Không quơ vậy không được, phạt chân phạt đền nè. Chậm chơi quơ. Lại gần sao quơ nó gần. Không dính con, không dính cái bạn mà dính áo. Chậm chơi luôn. Rồi đây, phạt đền chân nè. Này thì ăn vàng. Quơ vô mặt con như con chó. Rồi anh Tiền với anh Trung chọi đi, hai đứa thôi nha. Hột. Chọi mạnh lên có tiền chọi vậy biết chừng nào mới ấy. Rồi 3, 2, 1 vô. Phạt đền mà vậy là cũng như không. Quá dở. Hay quá. Mèo cầm giống Thiện. Túm giống Thiện kìa. Hay rồi. Mèo. Rồi, mèo chạy đi con, rồi Nhi nó lăn lộn đó rồi. Mèo con chạy đi. 3, 2, 1 dần, đổi người, đổi đầu thủ vô nè. Khoan, để kiểm tra đứng yên, đi. Chán Thiện gần bị tiêu diệt rồi. Chân đâu? Đây, con này. Con chân là còn nguyên mà, không có ai. Con chưa không có ai. Đó, mèo cũng còn nguyên nè. Nó chỉ ướt thì chứ không có bài. Trời lực mạnh, mèo phải mèo. Nè, đổi người lớn vô cầm. Ơ sao tùy vậy chú? Ta là chỗ trúng bảng mà nhìn con nè. Gì kỳ vậy? Bắn bực 30 giây thôi. 3, 2, 1. Rồi bắt đầu 30 giây phóng nước. À da. Trời ơi. Chết rồi. Chân, đừng chân. Chọi ai không chọi đấy, chọi trọng tài. Lần nữa là phạt ra. Lần nữa phạt đền á. Chạy lẹ lên, rượt nó đi.
15 giây. Ở ngoài chung chọi cái gói đi con. Chung chọi cái gói đi. Không chị vậy trơn. Người ở trong tấn công luôn đi. Người ở trong đi tấn công nhau đi. Đúng rồi, người ở trong đi tấn công nhau đi. Lẹ lên, người ở trong tấn công. Rồi, dân. Rồi nha, còn 1 phút nữa, chung không có gáo là con bị lội rồi đó. Cố lại chung góp. Con gớ chứ mà, con gớ kỹ mà, gớ xuống vậy là còn cái thân kìa. Coi như là nhắc nhở chung nha, bị cảnh báo. Bây giờ chỉ được chọn bọt biển thôi nha. 2, 1, vô. Đúng rồi, đến gần chọi, đến gần chọi. Đến gần chọi. Gớt luôn rồi nè. Đến gần chọi. Chung nó sắp bị lội kìa. Chung nó sắp bị lội rồi. Tắp chung cho nó lội nó luôn đi. Dừng. Chưa, còn dài lắm. Chung đi qua coi. 30 giây nữa là lội một người ra. Chung là khả năng bị lội lớn rồi nè. Con Nhi không thể nào chọi nó vậy. Sao hai tụi con ăn hiếp chung quá vậy? Tôi có tội tình gì đâu. Tại con, hai con là bạn thân. 30 giây nữa là lội một người đó. 2, 1, chung cố gắng lên, chung khả năng bị lội sớm. Chung nhiệt tình lên. Đâu, không sao, chưa đến nổi, Rồi nhắc nhở thôi, lần sau phạt. Chung cố gắng lên, chung lựa mấy cái gói bự kìa. Chung lựa mấy cái gói bự này, chọi nó hiệu quả. Mày tiền, cái tiền. Dân. Thôi, tổng kết lại coi. Rồi, bị tiêu diệt sạch bát rồi. Tại chung nó xui, nó chọn cái bảng bị bóng nè, hiểu không? Cái bản này là sân nhám, chú sân nhám, còn này bản sân bóng, nó dính nước cái nó tuột liền nè. Chú kia chính giữa rồi chú. Thì phải hên xui thôi. Tại vì tụi con xui con chọn ngay cái bản này. Lúc đầu tụi con chơi là rồi trò của chú chơi là phải tính toán. Cho nên lúc đầu tụi con phải nhận biết được cái nào lợi thế, cái nào bất lợi. Nhìn dấu kìa, không chơi cũng dính ăn. Trò chú á là phải dùng tư duy bằng cái đầu. Cầm hai cục này là không phải nhào vô chơi là thắng đâu. Còn con thấy không? Thiện nó chọn rất là hay nhưng mà đâu có thể nào thắng được. Tại vì cái bảng của con chọn là cái bảng nó bị bóng nè. Tính ăn chị hết cân, cay hết cân, đâu có dễ. Gái vậy à? Nhi tuổi con gì mà giờ nó gái sớm vậy? Tuổi con chuột chú. Chuột biết gái nè. Tối gian bị lội. Sao bật biển? Dạ. Rồi mặt sâu đời kìa chú. Dạ khóc rồi hả? Có liên minh với nhau phải không? Dạ. Rồi, bây giờ chỉ có một đội chiến thắng thôi. Giờ tương tàn với nhau nè, bằng cách phạt penalty không có chọi nữa. Cái đầu thôi. Để nhúng nước cái đầu thôi con. Đầu thú bông á. Chuẩn bị. 3 2 1 chọi lượt. Dừng. Khoan chọi cái này dừng khoan để coi cái coi. Chà, bên đây dính đạn hơi nhiều nè. Rồi lấy vũ khí vô đi. Đó, bên đây cũng vậy à. Đợt 1 là hai đứa được, nó bị tự nhiên bị trọng thương rồi. Đợt 2 cầm vũ khí lên đi. 3 1 vô. Vô lên. Dừng. Bên kia nhiều hơn. Bên đây chuẩn bị te tua rồi ha. Nè, không có được bước quá cái miếng này. Dạ. Kệ nó. Chỗ này còn nhiều. Của con là bên đây ưu thế hơn nha, đợt cuối đó. Đợt cuối nhúng nước đi. Đợt cuối đó nguy hiểm lắm nha. Nhi mà nó bị con bị chọi lần nữa là con sẽ bị thua đó, tại con bị mất lợi thế rồi. Nè, chân. Ủa sao lấy hết vậy? Còn có hai. Chả con. Rồi ở bên. Trời ơi con nói rồi. Rồi mắc gì quăng vô đây. Rồi quăng lại nó một cái con. Rồi phạt. Ê ơi, dừng. Rồi dạo xong rồi đó. Vậy không. Thôi được rồi. Nó mới chậu. Rồi. Có chút xíu à, chú ăn có chút đâu. Rồi chân nó còn nghiêng thùng đổ nước rồi hả? Không, nó dính nước chứ. Ủa sao bên đây có hai cái vậy, bên kia đâu? Để nguyên, không có nghiêng nữa. Ủa sao bên kia mấy cái? Rồi bọt biển kia đủ điều chưa? Đủ rồi. Bên đây ba cái bọt biển kia mấy cái. Ủa? Dụng cái bước ra ngoài cái đi. Ủa, vậy lấy cái nữa tôi tiện. Ủa chú còn ba cái.
cái cuối nha, nhắm cho nó kỹ. 2, 1, vô. Dần. Cho là thua chấm điểm nè. Chấm cho nó công bằng nha. Chấm mà mấy nó đè nó quýnh nè. Thấy một cái gì với cái răng không à. Bên đây thì còn phía này nè. Cái này nó trời gụng răng hết trơn rồi. Bên đây còn con mắt, còn cái nửa mũi, còn cái răng, còn màu. Bên đây không chưa á. Rồi. Nãy nãy đứa nào chọi con nhiều? Ghét đội nào? Nào ghét đội nào? Dạ, nó ghét đội. Chết rồi, nó ghét đội con rồi kìa. Chú chơi bất là nó ăn vàng chú nó thiên vị đó chú. Đấu quan trọng. Rồi bây giờ nhìn đi con mắt đi. Mắt chứ. Đây thì ghét. Đây còn thấy con mắt là coi như là lợi thế là 1-0 rồi tới lỗ mũi. Mỗi con. Còn thì ba. Bên đây còn nhiều hơn là 1 điều. Rồi tới răng. Còn. Bên đây còn hơn nhiều răng hơn. Còn nhiều răng, răng ở đây còn 1 cây, 2 cây. Mà mẻ rồi, 2 cây mẻ. Bên đây còn mấy cây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 đống cây là bên đây thắng rồi à. Đội đỏ thắng cuộc. Đội đỏ nó hên là nó chọn cái miếng này nè. Miếng chú đưa cái chùm tóc của con Di này là nó không có tác dụng rồi. Bữa sau là bới chỗ khác đi. Những bí ngô bị tiêu diệt đâu? Đâu anh em tụ họp chơi 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 chơi. Mặt chung bự này dễ dán rồi, vô dán vô chung đi. Chung này sướng là được make up miễn phí nè. Để massage cho nè, bấm nè, bấm nguyệt có rồi điện đó. Tiếp không có tiền bo không? Chị có học thẩm mỹ viện không mà làm có đâu vậy? Học gì vậy? Lần đầu tiên trùng sướng nhất trên đời nè. Chân chơi xong rồi còn được massage mặt okay. Nữa thôi ra uống nước mía rồi để về luôn nha. Đã bị phạt thôi là ok rồi. Thôi đi uống nước mía nè chú. Đã vậy hả? Chung nó nuôi đít tại vì đít nó bò lên tới mặt luôn rồi đó. Tôi vừa mới phát hiện ra một cái mục gùi chỗ này. Rồi chung sau khi đăng lên nhóm mà có ngại gì đâu. Này đăng lên thiệt mà con. Cái gì đâu chơi vui. Công đoạn bơm môi. Giống giết người quá chứ ơi. Công đoạn bơm môi là công đoạn cực khổ nhất nè. Từ từ cái này phải từ từ. Trời này là cái môi. Ôi. Chưa gì con lỡ anh chi vậy? Sao chung cảm thấy sao chung? Nó đâu nói được, quên. Nó đâu có nói được. Giữ cái môi trên kìa. Đang xăm môi chú ơi. Đang xăm môi à. Con gã xăm môi 2023 nè, đã không? Chung đã đập đi làm lại hoàn toàn. Đi thẩm mỹ viện Hàn Quốc phải không? Nhiều tiền chung. Con không biết nữa, giờ à? Không thấy đường. Nãy lấy mấy cây vàng của con gấu bán đập đi làm lại phải không? Rồi giờ cuối hàng nè. Mở mắt ra coi. Rồi cái mở đi thẳng cái viện. Ờ để đâu vậy? Được gỡ đâu được gỡ. Đi thẳng cái viện. Không được gỡ mà. Được mở mắt ra coi, không được gỡ nha. Mở mắt ra. Trời luôn. Chốt đi thẳng cái viện gì kỳ vậy? Bành cái mắt là gì? Bành nó ra là đất à. Rồi. Khai nhãn. Trời bành nhẹ nhẹ. Đi. Rồi mở mắt ra đi con. Rồi. Được mà. Để nguyên vậy không được bôi nha, đi uống nước mía về nhà mới được bôi. Đó. Rồi Chung quay qua đây coi. Sao sau khi đập đi làm lại thấy Chung đẹp trai không? Ôi cái môi kìa. Cái diện gì kỳ. Chung qua đây coi con. Quá đẹp trai luôn chú. Chốt vậy. Đó. Ghê nha. Rồi bữa nay. Bữa nay Halloween là đi uống nước mía nè. Nãy đi massage xong rồi giờ bà này bonus nè. Hả? Nãy massage cho ổng xong rồi bà rồi nha, chuẩn bị tập nhảy đi nha. Đừng nhảy gì? Không biết nhảy là xong luôn á. Nhảy gì chú? Hả? Nhảy gì? Nhảy vũ điệu Halloween.